Chào cả nhà nhé. Đầu xuân năm mới mình ra check in bãi tập của đội bóng câu lạc bộ Hải Phòng. Hôm nay đầu xuân thì của trên sân tập cũng rất là đẹp rồi, xanh và mướt lắm ạ. Để xem được bãi cỏ nhé, rất ổn. Rất chi là ok rồi. Cỏ này là đã trồng được một vài tháng rồi. Cỏ rất là đẹp, xanh và mượt. Sau tổ hợp các công trình của sông Đồng Lạch Tray thì bãi tập của câu lạc bộ Hải Phòng cũng được triển khai ở trên cái bãi đất gần bên sông Lạch Tray. Rất chi là ổn, bạn nhìn thấy cỏ ổn chưa, rất đẹp. Cỏ này thì có thể là các cầu thủ có thể tập luyện được rồi đấy. Lê về đường thôi các bạn xem. Cỏ rất chi là đẹp. Rất chi là đẹp. Trong quá trình tập luyện của cầu thủ ở trên sân Lạch Tray thì cứ tập luyện nhiều quá thì khi mật độ ở trên cái sân Lạch Tray quá nhiều nên là cỏ chóng bị hỏng. Nên ban huấn luyện và đội bóng cũng thống nhất là tìm cho đội bóng một sân tập mới. Đấy, sân tập này, sân tập mới đây. Hứa hẹn là mùa giải này các cầu thủ sẽ được tập luyện trên sân. Sân tập. Sân này rất là ok, cỏ rất là đẹp. Sân tập xung quanh là các chung cư, chắc cùng chắc chung thư, các chung cư của Vinhome. Đó là một cái vị trí đắc địa lắm, ven sông Lạch Tray. Mọi người có thể thấy xung quanh đấy rất là yên tĩnh nhé. Mọi người thấy hay thì like, subscribe và đăng ký kênh cho mình nhé. Để mình có động lực tiếp tục làm các video tiếp theo. Có khi mình xin kết thúc video tại đây nhé. Chào cả nhà.